Đây là tự truyện là của bên chỗ nhà sáng lập của Hyundai. Tinh thần, ý chí, nghị lực quyết định tất cả. Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Đó, đấy. Anh chị thấy kinh không? Đó, câu nói luôn đấy. Tinh thần, ý chí, nghị lực quyết định tất cả. Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Và đó chính là một cái câu chuyện cực kỳ truyền cảm hứng, và các bạn nên đọc cuốn này. Ừ, nó tuyệt vời để các bạn là có những cái cảm hứng trong kinh doanh. Tất cả các lĩnh vực, kinh doanh, chính trị hay là thể thao, nếu bạn hiểu về cái là khoa học của thần kinh này, khoa học của não bộ này, thì bạn đều thành công hết. Không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh đâu, trong mọi lĩnh vực chúng ta đều phải xuất phát từ cái này hết. Có một cái câu chuyện rất thú vị về cái người đàn ông này mà tôi phải kể cho bạn. Ông này tôi rất ngưỡng mộ. Ông là Chung Ju Jung, là con cả trong một gia đình 8 người con. Ở đây ai đã đọc rồi nhỉ? Ok rồi. Anh chị nào chưa đọc thì nhớ đây là cuốn sách cực kỳ tuyệt vời. Và người này đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ của Hàn Quốc. Ông này, ông ấy sinh ra trong gia đình 8 người con ở Bắc Triều Tiên. Và ông là con cả trong gia đình. Hai bố mẹ ông ấy là người làm nông. Nhà ông ấy ở một cái nơi mà rất là lạnh. Mùa đông đến, tuyết rơi ngập đến tận lưng nhà. Thành ra là thường vào mùa đông tới ấy, thì gia đình ông ấy không làm được gì cả. Thế mà chính vì là cái mùa đông tới không làm được gì thì thành ra là cả gia đình ở nhà. Thì thường vào mùa đông thì bố mẹ ông ấy hay xảy ra việc là cãi nhau. Cãi nhau vì sao các anh chị biết không? Đúng rồi, là vì nghèo. Thế mà gia đình đông con mà. Thế thì ông này, ông ấy thấy về cái cảnh nông nghèo như vậy thì ông rất chán. Và đặc biệt là cứ mùa đông đến là bố mẹ cãi nhau như vậy thì ông chán lắm. Nó làm cho ông có một cái nỗi đau đấy. Thế mà năm ông ấy 16 tuổi, tức là ông ấy đang là học phổ thông thôi, thì ông mới quyết định là bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà ra đi thì đi đâu? Ông muốn là đi ra Seoul để làm gì? Để ông muốn là có một cuộc đời thay đổi. Ông muốn giàu có. Ông không muốn sống cuộc sống giống như bố mình, giống như là cha mẹ mình. Thế là ông mới rủ một người bạn cùng xóm để đi ra Seoul. Hai thằng rủ nhau thì đi ra thì hai thằng làm gì có tiền đâu. Toàn phải đi bộ. Xong rồi đi hết qua thị trấn này, thị trấn khác, toàn phải xin cơm. Thế thì ông bố mới phát hiện ra con trai của mình là bỏ nhà ra đi như vậy. Thì ông bố cũng đoán là thằng này nó sẽ trên đường ra Seoul thì chắc chắn nó sẽ vào một cái nhà ông họ. Thế là ông bố mới đi xe đến trước, nói với ông họ rằng: bố, ông ơi, có con nhà con nó bỏ nhà ra đi và chắc chắn là nó sẽ qua đây, thì lúc nào qua đây là tá túc thì ông nhớ giúp cho con, cho nó ăn uống xong rồi ông chở nó về giúp con nhé. Đúng như là ông bố dự kiến. Thế là hai thằng lò tò vào trong nhà ông. Thế là ông mới không nói gì cả, cho ăn cơm nước các thứ ngon nghẻ xong rồi. Thế là ông bắt đầu là nói: à đấy, bố con bảo như vậy cho nên ông buộc là ông phải đưa con về. Thế là cuối cùng lần thứ nhất bỏ nhà ra đi thất bại, không thành công. Thế và sau đó thì về, thì ông về thì ông lại phải làm ruộng. Và khi mà ông làm ruộng như vậy thì đến một ngày mùa đông lại đến. Đó. Và mùa đông đến thì làm sao các anh chị? Lại những gì xảy ra thì lại xảy ra, và ông lại nhói tim và ông rất là đau. Và ông bắt đầu lại sinh ra một cái quyết tâm là phải đi bỏ nhà ra đi tiếp. Thế là ông ấy quyết tâm bỏ nhà ra đi lần hai. Lần này thì rút kinh nghiệm, ông không rủ cái cậu là cùng tuổi kia đi nữa bởi vì không có tiền. Thế ông rủ một cái người là lớn tuổi hơn, và ông này đã bỏ vợ rồi. Thế là rủ ông đấy đi để là ông ấy còn có vợ, à còn có tiền để còn có cái lộ phí. Thế là hai ông bắt đầu rủ nhau đi, và đi đến một cái thị trấn gần Seoul rồi. Thì cuối cùng là ông bố mới lại là đuổi kịp, lại lần thứ hai lại tóm cổ ông con về. Thế là lần thứ hai thất bại. Và khi lần thứ hai về thất bại này thì ông con về là bắt đầu lại phải làm ruộng. Thế và một ngày kia mùa đông lại đến. Và khi mùa đông đến thì cái gì đến nó phải đến. Và bố mẹ lại tiếp tục như vậy, lại cãi nhau. Thế là lần này thì ông thực sự cảm thấy là gì? Là nhất định là phải ra đi.
Thế lần này ông làm gì? Ông cũng chả rủ cái ông kia đi nữa, không rủ cái ông mà bỏ vợ kia. Ông lần này ông bán trộm con bò của bố mẹ. Kinh không? Thế ông bán trộm con bò của bố mẹ là được hơn 40 uôn. Và không biết bằng cách nào đấy ông có tới tận hơn 72 uôn để ông đóng cái học phí của cái lớp sơ cấp kế toán ở Seoul. Thế thì khi ông đóng cái lớp sơ cấp kế toán đấy để ông ra để ông đi học cái lớp sơ cấp đấy để ông hy vọng ông kiếm được việc làm, để làm giàu, để thay đổi cuộc đời của mình. Thì ông rất không may cho ông lại bỏ quên mất cái phiếu nhập học ở nhà. Thế thì khi ông ra nhập học thì tất nhiên là cái phiếu nhập học đấy, ông không cần phiếu đấy ông vẫn nhập được. Thì ông nhập học rồi, nhưng mà cái quan trọng là bố ông ấy lại nhìn được cái phiếu này. Thế là cuối cùng là bố ông lại theo cái đấy lần ra dấu vết ra đến tận cổng trường. Và ra cổng trường thì lúc đấy là ông mới nhận được thông tin là của trường nói là bố ông ra tìm ông ấy và đang đợi ông cổng trường. Thì ông mới sợ. Sợ vì sao các anh chị? Sợ bị bố đánh. Sợ bắt về là thứ nhất, sợ bố đánh là thứ hai. Thì khi mà ông ấy ra cổng trường thì ông rất ngạc nhiên là bố không đánh. Và lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, ông thấy một người cha cứng rắn, một người cha là thực sự chưa bao giờ ông thấy khóc, mà ông ấy thấy cha mình hôm đấy là lưng tròng mắt, khóc. Thế và cha ông lúc đấy bắt đầu chia sẻ là con ạ, con là con cả trong gia đình, bố rất muốn con là con hãy giống như cha. Trước đây ấy, là bố sinh ra trong gia đình 5 anh chị em, bố là cả, bố lo dựng vợ gả chồng cho hết tất cả các em của bố. Thế thì bố cũng muốn là con nay mai ấy, khi bố mẹ già, bố cũng mong rằng con sẽ thực hiện giống như bố. Chính vì vậy cho nên là con hãy về, con giúp cho bố mẹ và ruộng nương cùng bố mẹ để lo cho các em. Và đấy chính là mong nguyện của bố. Khi mà ông chia sẻ và ông nói điều đấy thì làm cho ông Trung Du Dung gục ngã hoàn toàn. Và không còn là có bất cứ một cái động lực nào để là học hành tiếp nữa cả. Thế là cuối cùng hai bố con là lên đường về. Thế là cuối cùng lần ba là thất bại. Và lúc này về thì ông thực sự là ông là rất quyết tâm là làm ruộng cùng bố mẹ. Cho nên là ông làm ngày làm đêm, làm thêm cả chủ nhật, làm rất chăm chỉ. Và nói là cực kỳ chăm chỉ luôn. Đấy, ông bố rất hạnh phúc. Thế nhưng mà một ngày kia mùa đông lại đến. Thế và lần này thì thực sự ông cảm thấy rằng là nó trỗi dậy kinh khủng. Chưa lần nào nó trỗi dậy như thế này. Và ông mới quyết tâm là viết một lại một cái lá thư cho bố. Kính gửi bố là con đã lớn khôn, con biết con phải làm gì và con hiểu được mong nguyện của bố. Bố hãy để cho con được làm những cái điều mà con mong muốn và con nhất định con sẽ thực hiện được những cái điều bố mong đợi. Con sẽ lo cho các em. Bố yên tâm. Kính thư, con trai. Thế và sau đó ông để lại cái lá thư đấy và ông đã ra đi lần 4. Thì lần 4 này thì bố của ông không theo đuổi ông ấy nữa và đã để cho ông ấy ra Seoul. Và khi ông ra Seoul thì ông hoàn thành nốt cái sơ cấp kế toán, và trong lúc ông học cái lớp sơ cấp 6 tháng đấy thì ông làm gì? Ông đi làm thêm và ông đi làm công nhân xây dựng làm thuê. Và ông lúc đấy cực kỳ tiết kiệm. Ông ấy là không kiểu dạng thuê nhà đâu, ông vào trong một cái nhà hoang để ông ấy ở, và tối đến ấy, là ông trong đèn ông đọc sách về doanh nhân. Ông bảo là có cái cuốn sách gọi là sách mà ông đọc nhàu nát đi. Như vậy là ông đọc sách doanh nhân để làm gì? Để ông ấy là học xem cách là kinh doanh như nào. Và vì ông ấy là ở trong một cái nhà hoang, thì cái nhà hoang đấy không may cho ông ấy là gì? Cái nhà hoang đấy nó rất là nhiều dẹp. Rất nhiều dẹp. Thành ra ông vừa mới đặt lưng xuống cái thì là ông bị ngứa cắn, gọi là nóng ran hết cả lên. Thế thì ông bảo là bây giờ làm nào bây giờ? Mình đi làm như này mệt lắm. Đêm mà không ngủ được thì mai làm sao ngủ được, làm sao làm được đấy. Thế là ông mới bắt đầu nghĩ cách làm nào bây giờ. Thế ông bắt đầu đi vào trong một cái bếp. Đây rồi. Thế là ông mới lấy ra 4 cái bát ô tô. Và ông mới để 4 cái bát ô tô xuống 4 cái chân bàn. Ông rót nước đầy vào 4 cái bát ô tô đấy. Để làm gì? Để cho con dẹp nó không thể ngoi qua được. Thông minh quá. Thế là ông bắt đầu là nằm lên trên phản đấy. Và ông ngủ, bắt đầu ngủ thiếp đi. Tuyệt vời quá. Thế thì ngủ đâu đó được khoảng tầm hơn nửa tiếng thì ông lại thấy nóng ran. Thế ông mới bảo quái nhỉ, bọn này nó biết bơi. Ông nhìn xuống 4 cái chân bàn, không có con dẹp nó bơi cả.
Thế sau ông mới nhìn lên bàn thì tự nhiên có cái con dẹp nó mới rơi bịch một cái. Thế ông mới nhìn lên trần. Thế là hóa ra là con bọn dẹp nó mới bò trên mặt tường, nó lên trên trần, nó nhảy dù xuống. Thế thì ông lúc đó ông mới bảo là chà, đến như con dẹp mà nó còn không từ bỏ mục tiêu, mình chả nhẽ lại không bằng con dẹp sao? Thế cho nên là lúc đấy ông bắt đầu học ra một bài học từ con dẹp, đó là không bao giờ từ bỏ mục tiêu. High five với người bên cạnh, nói rằng là gì? Là chả nhẽ mình không bằng con dẹp sao? Chính là cái câu chuyện mà của ông Trung Du Dung. Cho nên ấy, thì thưa các bạn là gì? Là đây là tự chuyện là của bên chỗ nhà sáng lập Hyundai. Tinh thần, ý chí, nghị lực quyết định tất cả. Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Đó, đấy. Các anh chị thấy kinh không? Đó, câu nói luôn đấy. Tinh thần, ý chí, nghị lực quyết định tất cả. Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Và đó chính là một cái câu chuyện cực kỳ truyền cảm hứng, và các bạn nên đọc cuốn này. Nó tuyệt vời để các bạn là có những cái cảm hứng trong kinh doanh. Và các bạn có thấy được là đấy, từ một người nghèo như vậy, không có gì trong tay cả, mà tại sao người ta có thể dựng được. Và các bạn mà đọc cuốn này, các bạn sẽ thấy được là cái hành trình để trở thành Hyundai. Và bây giờ Hyundai ấy, trở thành một đế chế đứng thứ hai ở Hàn Quốc, và nó là đế chế hơn 300 tỷ đô doanh số, bằng gần bằng GDP của Việt Nam. Kinh khủng không? Bằng 80% GDP của Việt Nam. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy tuyệt vời? Giờ ta phải nói thôi. Ông này là một người có thể nói là ảnh hưởng nhất của đất nước Hàn Quốc. Và ông này, ông mất mấy chục năm nay rồi, nhưng mà Hyundai vẫn đang tiếp tục phát triển đi lên. Đó. Và chúng tôi hiện nay đang là nhà thầu phụ của tập đoàn Hyundai, của cái tàu điện ngầm Hà Nội này này. Họ là thầu chính, chúng tôi là thầu phụ cho họ. Và rất là duyên khi tôi chia sẻ về câu chuyện của ông Trung Du Dung này cho những người đang làm cho Hyundai ấy, thì họ bảo là ông còn hiểu về ông Trung Du Dung còn hơn chúng tôi. Bởi vì tôi đọc cuốn sách này quá nhiều lần, mỗi một lần đều cho tôi những cái cảm hứng tuyệt vời. Vậy nên là bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng sách nó cho chúng ta rất nhiều thứ, và một trong cái thứ đó là cảm hứng. Yes, cảm hứng. Và cái cảm hứng nó sẽ giúp cho các anh chị là nó dậy sóng và giúp cho các anh chị rất mạnh mẽ, và có thể giúp cho các bạn có một niềm tin mới, có một sự can đảm mới. Yes.